Bảo Lê và Trâm Đang xin kính chào quý khán thính giả thân thương của đài truyền hình Việt Nam America TV trên băng tần 57.3. Bảo Lê và Trâm Đang rất hân hạnh được chào đón quý vị trở lại với chương trình Tôi Cũng Làm Được. Tôi cũng làm được. Tôi cũng làm được. Yes, tôi cũng làm được. Ngày hôm qua quý vị đã theo dõi chương trình Những Nguyên Tắc Căn Bản Để Trở Thành Tỷ Phú. Và chúng ta có 5 nguyên tắc. Ngày hôm nay những người bình thường ai cũng có thể làm giàu được. Đúng. Và chúng ta lại sưu tầm thêm 7 cái nguyên tắc căn bản mà những người bình thường bất cứ ở địa vị nào, xuất phát từ gia đình nào, bản thân nào, công việc nào, và chúng ta nếu rèn luyện cho mình được 7 cái nguyên tắc này thì quý vị trong vòng 5 năm, 10 năm, 20 năm hay 30 năm, quý vị vẫn có thể có một số tiền rủng rỉnh mà mình nói là mình sẽ hưởng thụ và mình tự hào là mình có giàu có nữa. Ok. Về hưu rồi, tức là lúc đó là mình về hưu rồi, khỏi phải cần đi làm nữa. Phải không? Yes. Nhưng mà trong cái tầm cái những người bình thường mình á, mình cũng có thể để dành được trong một cái số tiền giống như là mình gửi nhà băng mà có thể có lời tới 7% đó quý vị. Thì bây giờ quý vị biết là cái CD nó cũng đã cho tới 5% rồi, guarantee nữa. Thì đó là những cách mà chúng ta nên để ý tới cái vấn đề mà để dành tiền sau này. Mình không trở thành được tỷ phú nhưng mà có thể mình cũng sẽ trở thành được mình cái cảm thấy là feel comfortable cho cái tương lai cho của mình, nhất là về mình. Tuổi già đó quý vị. Cho nên ở đây Trâm Đang và Bảo Lê sẽ cùng chia sẻ với quý khán thính giả bảy cái nguyên tắc để mà cho những người bình thường giống như trở mình thành giàu có đúng, hơn trở thành và giàu có cảm hơn. Thấy là mình feel more security để cho đúng. Cái tuổi già của mình không phải lo lắng nữa. Mà quý vị phải biết là mình phải lập ra ngay từ bây giờ, đừng đợi nữa. Và mình phải nên chỉ cho con cháu của mình. Đôi khi ở bên Việt Nam của mình thì mình lớn lên từ trong cái khổ cực, thì mình có sự tôi luyện và mình có những cái kinh nghiệm. Đúng. Còn những em trẻ ở đây không có handle được những cái finance problem, hay là trong trường học của chúng ta cũng không có dạy những cái bài đó rất là kỹ. Ra ngoài đời rồi các em ăn tiêu xài chi phí phung phí, rồi tới cái tuổi trưởng thành bồ bịch rồi mọi chuyện nó bị Đúng. School up rồi lấy vợ lấy chồng và ly dị, làm cho cái cuộc đời nó không có smooth nữa. Cho nên quý vị lấy những cái kinh nghiệm của mình và là ghi xuống những cái cuốn sổ tay nhỏ, làm cho một cái cẩm nang trong cái đời sống của mình. Mà chúng tôi muốn chia sẻ 7 nguyên tắc làm giàu cơ bản và rất là easy, ai cũng có thể làm có được. Có thể làm được. Cái thứ nhất là tích lũy theo tỷ lệ 1-10, tức là mình làm 10 đồng thì mình để dành, mình ăn 9 đồng thôi, mình để dành 1 đồng, phải không em? Yes. Đó. Tức là một cách rất là dễ hiểu là mình bỏ vô 10 đồng trong túi của mình. Nhưng mà mình lấy ra 9 đồng để thôi. Mình xài thôi. Đúng. Thay vì mình làm lương hay là làm gì đó, thì những người mà hiện tại họ đang lo cơm áo gạo tiền, họ không có đủ cho cuộc sống hàng ngày, thì làm sao họ có đủ tiền để mà đúng, nhưng mà đó cũng là một cái kỷ luật em, một cái quy luật giống như người ta thường thường nói cái rổ trứng cứ fill up mỗi ngày, mỗi quả trứng nó em, mặc dầu là thấy mỗi ngày nó có một cái quả trứng để dành nó lâu quá, nhưng mà thực tình á là thời gian á, nó sẽ fill up đầy cái rổ trứng đó. Thì ở tức đây cũng vậy. Đúng. Mỗi lần mình bỏ tiền vô túi thì mình 10 đồng mình xài 9 đồng thôi. Nhưng mà còn mình một có đồng một mình để dành lại. Mình có một cái vấn đề nó hơi khó là thường thường á, nhiều khi nhà băng á nó cũng là khuyến khích mình á nên để dành saving. Nhưng mà khi mình thấy cái saving được nhiều nhiều rồi, cái mình cần cái gì, cái mình lấy ra, mà bên Mỹ này đó nhiều khi cũng khó khăn, có những lúc con cái cần cái này cần cái kia, hay là bị bệnh tật á, mà những người mà không có health insurance đó em. Cho nên á cái này nói đúng ra là mình phải có kỷ luật đó quý vị. Kỷ luật đó. Nguyên tắc đầu tiên 1/10, tức là mình phải giữ được cái số lương của mình 1/10 của mình. Quý vị nào làm chủ thương mại hay là những bác sĩ, kỹ sư hay những người làm lương cao thì họ có thể xếp tới 40-50% mà có thể nhiều hơn nữa. Còn nếu như mình tạo cho mình một kỷ luật, có thể mình không dành dụm được cái đồng lương của mình do cái hàng ngày mình chi tiêu cho cái cuộc sống của gia đình mình, thì mình nên tập cho một cái phương thức thứ hai là bỏ 10 đồng trong túi thì xài chỉ 9 đồng thôi. Đúng. Còn 1 đồng để mình cắt lại. Cái này giữ là cùng cái một nguyên tắc này. Cái này cùng một nguyên nhân của mấy ông trở thành tỷ phú đó em.
họ để dành và họ từ để build. Có những cái vốn ban đầu thì họ mới khởi sự được. Đúng. Nếu mà thí dụ mình có những cái ước mơ, mình có những cái gì mà đôi khi mình không có đủ cái đồng tiền để mà mình cho cái thực hiện cái ước mơ của mình cũng rất là khó. Hồi xưa chị có làm việc với một người ở Đài Loan qua đó em, ông ta chỉ có 1,000 trong túi thôi mà ông ta build up lên một cái business đồ sộ về bán đất đai, tại hồi xưa chị cũng involved trong cái đó đó. Từ đó chị học được cái ông đó mà chị học hoài rồi chị cũng fail hoài rồi đó. Thì đó là nhưng một mà nói cái... xa xôi gì, mình khi mình ở Việt Nam mình qua đây mình cũng hai bàn tay trắng, mình có đâu thêm đúng, gì mình đâu. Build up nhiều được, người đúng, nhiều người cùng người ta thành cũng đó, thành công, người ta đúng. Ta cũng học hỏi, người ta cũng biết biết này cái kia. Nhưng mà cái dễ nhất mà ai cũng có thể thực hiện được là cứ xài 10 đồng để thì dành mình để một dành lại đồng. 1 đồng, xài 9 đồng thôi, bỏ vô túi 10 đồng lấy từ ra từ 9 nó đồng cũng thôi. Fill up cái nhà băng của mình thôi quý vị. Yes, tức là mình tạo ra những cái đồng tiền đầu tiên bằng saving. Đúng. Yes. Đúng. Cái phương thức thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị là mình phải kiểm soát tất cả những cái chi tiêu của mình. Đúng. Cái thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là kiểm soát cái chi tiêu hàng ngày của mình. Tức là mỗi lần mà quý vị đi chợ về, hay là đi đâu về, hay là đổ xăng, đổ nhớt, hay là đi ra ăn uống gì về, quý vị ghi lại trong một cái cuốn sổ ngày hôm nay mình xài hết bao nhiêu. Thì từ đó mình biết cái tiền trong nhà băng mình nó còn bao nhiêu, mình xài hết bao nhiêu. Nếu mà mình cảm thấy rằng cái ăn uống của mình cái tháng đó nó quá nhiều thì có thể một cái weekend, một cái cuối tuần mình không nên đi ăn mà mình có thể nấu ở nhà. Mà theo chị biết đó, nếu mà gia đình đông người đó thì nấu ở nhà đó nó tiết kiệm được nhiều lắm em. Nhưng mà nếu mà một mình hay là ít người đó thì ra đi ăn ngoài, lâu lâu mình ăn cũng được. Nhưng mà nếu thì đó là cái lý do mà mình phải biết kiểm soát mỗi ngày đó, thì mình biết cái nào mình xài nhiều thì tháng tới mình tiết kiệm lại. Nhưng mà đôi khi những cái bảng liệt kê đó làm cho mình cũng giật mình chị. Tại mình thấy những cái mình xài vô bổ, vô ích thì mình giật mình đúng. Mình khách lại bớt. Đúng. Để mình coi những hàng ngày cái gì mình cần thiết nhất và những cái xa xỉ phẩm nào mà mình có thể sử dụng và những xa xỉ phẩm nào mình không nên sử dụng cho hiện tại bây giờ. Khi mà quý vị có tiền rồi, quý vị xài thì không sao, nhưng mà trong cái thời buổi mà mình chưa có đủ tiền thì mình đúng. Nên coi cái nào là quan trọng đúng. Và cái nào là less quan trọng để cho mình chị không thấy có bị... cái phương thức thứ hai nó rất là quan trọng mà có thể là mình sẽ giúp mình đi qua khỏi cái những cái ải ngại sau này đó em chị. Yes. Thấy tại vì các cái người mà họ nói về the planning, về cái vấn đề tài chánh đó, là họ chuyên môn khuyên là mình phải kiểm soát cái tiêu pha của mình mỗi ngày, thì lúc đó là mình, đó là cái bước mà mình sẽ thành công tới cái vấn đề mà mình để dành tiền được đó em. Yes, là kiểm soát tài chánh của mình xài. Đúng. Cái thứ ba mà quý vị cũng cần nên nhớ là sau cái khoảng thời gian mình đã tiết kiệm từ cái đồng tiền mà 1 trên 10 đó, là mình phải tìm cách xin lợi từ những cái đồng tiền mình tiết kiệm đó. Tức là có thể mình mở nhà băng, mình bỏ vào saving, có những cái saving nó cho quý vị được 7% đó hay là 10%, và thường thường bây giờ CD mình đó là 5%, thì đó là mình nói là làm sao mà cái đồng tiền nó sinh lợi, hay là mình mua vàng mình để dành. Nếu mà mình chịu kiên nhẫn, chị thấy nếu mà những người mà mua vàng hồi cách đây mấy năm đó có 650, bây giờ 2,200 rồi là cũng giàu lắm rồi đó em. Đó thì cái cách mà hay là mua những cái mà life insurance, quý vị life insurance mà nó có trong đó gọi là cái guarantee cái tiền lời đó quý vị, mà nếu mà gia đình chẳng may có cái gì xảy ra thì mình vẫn có một số tiền, mà không có cái gì xảy ra thì mình có thể dùng được những cái tiền đó cho sau này, cho về retire. Đó là những cái cách mà mình biết dùng đồng tiền nó để kiếm sinh lợi từ để những cái đồng lợi. Tiền mình tiết kiệm một thời gian đó, đó thì mình có một cái số vốn và mình phải đem cái số vốn đó mình vô mình đầu tư vào những cái mà chắc chắn, chứ đừng có ham lợi nhiều quá mình bỏ vô mình bị mất trắng. Đúng. Những cái công phiếu của chính phủ hay là những cái gì mà mình cảm thấy rất là solid và rất là chắc chắn để mình tạo ra lãi mẹ để lãi con, và mình làm cái đó, tức là những cái đồng tiền lúc này nó làm nô lệ cho mình, tức là đúng. Đời con đời cháu đời chắc nó làm nô lệ cho mình, chứ mình không có làm nô lệ cho đồng tiền nữa. Đúng. Mình phải biết cách làm sinh lợi sau khi mình tiết kiệm được một số tiền. Và cái phương thức thứ tư mà chúng ta phải chú ý rất là quan trọng là phải biết giữ gìn tài sản của mình. Tức là có. Khi mình có rồi, mình có phải rồi, biết mình giữ phải biết lấy giữ nó. Gìn. Cũng giống như bây giờ mình có một căn nhà thì mình cũng ráng tìm cách mọi cách để mình giữ cái căn nhà đó. Tại vì căn nhà đó rất là quan trọng, giống như là một cái gì?
cái chỗ để mình đi về khi mình làm mệt mỏi suốt ngày rồi mình cũng nghĩ là về mình ôn được một cái nhà phải không, thì mình hay là nhiều khi mà mình muốn trồng rau trồng quả gì đó nó cũng có cái giải trí ở trong đó, thì cho nên mình phải biết giữ cái tài sản mình đã có. Yes, đừng có nghe người ta xúi cái này xúi cái nọ mà mình làm những cái chuyện mà kiểu như mình ham nhanh quá, cho nên mình cứ đưa cho người ta cho vay cho cổ gì đúng, người ta sẽ lấy ra hết. Mình không có nên tin tưởng với ai, mình phải biết chắc chắn là những cái lời khuyên nào của professional người ta chỉ cho mình, hay là mình cảm thấy bằng cái tư tưởng và cái khối óc của mình mà mình chắc chắn cái chuyện đầu tư của mình để mình sinh ra lợi trong cái tương lai, thì mình nên làm, đem những cái đồng tiền mình tiết kiệm để mà sinh lợi, để mà nó đẻ ra thêm, và trong một thời gian dài thì nó sẽ, và cái năm đầu tiên hay là năm thứ hai mình có số vốn rồi và mình vẫn phải tiếp tục mình thêm vô, thì sau đó nó sẽ có một cái thời gian dài trong cái đời sống của mình để tích lũy cho cái phương trình cho mình để già già. Phải kiên nhẫn, cái phương thức này nó hơi khó nhưng mà mình nếu mình kiên nhẫn thì mình sẽ thành công. Đúng. Và phương thức thứ năm, để chị cắt lời em một chút xíu, là em nói là professional thì tiện đây Trâm đang cũng muốn là đây là một cái mà cái sưu tầm của Trâm đang và Bảo Lê và ban biên tập gửi tới, chứ không phải Trâm đang với Bảo Lê không có license về vấn đề professional về tài chính, cho nên mong quý vị thông cảm. Rồi tiếp đến là cái gì vậy em? Tiếp đến một cái nguyên tắc thứ năm là mình tìm cách sở hữu một căn nhà. Thì đó, thì mình cũng vừa nói với cái thứ tư đó là mình làm sao mình giữ được mỗi cái căn nhà. Yes. Đó là tức là mình biết giữ cái tài sản của mình có rồi thì mình phải biết giữ lấy nó. Tại vì cái ngôi nhà nó rất là quan trọng em. Đi... Thì phương Đông của mình thường nói là an cư thì mới lập nghiệp. Lập nghiệp, đúng rồi. Thì đó, căn nhà của đó là một cái mái ấm. Và đôi khi mình con biết cái được đi xa đâu chi về, phí đúng. Exactly là mình spending một tháng là bao nhiêu. Và đôi khi mình lấy cái căn nhà đó làm cái vốn sau khi mình pay off để tiền tuổi già. Và khi ba mẹ con cái trở về lại với nhau, đó là một cái tư tưởng ấm để mình đúng. Quý vị đừng có rời màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát và bàn luận rất là nhiều cái chương trình hấp dẫn hơn và những cái nguyên tắc cơ bản hơn để quý vị có thể làm giàu và hưởng tuổi già.